Preliminary. Tiếp theo thì chúng ta đi vô một số cái tiền đề cơ bản ha. Thì đầu tiên thì cái phần này thì mình đã học được hồi cấp 3 rồi cho nên cô nói nhanh. Thứ nhất là về distance on a number line, thì cái khoảng cách giữa các số. Vậy thì nếu mà bên phải số 0 thì sẽ là positive number là số dương. Còn bên trái số 0 sẽ là negative numbers là số âm. Rồi các số thì nó sẽ có cái thứ tự số này nhỏ hơn số kia. À, số bên phải thì tất nhiên là sẽ lớn hơn số bên trái. Rồi order properties về tính chất thứ tự. À, order property tính chất thứ tự thì mình có một số tính chất lớn hơn, bé hơn hoặc bằng, hoặc là tính chất bắt cầu, ví dụ như A bé hơn B, B bé hơn C thì A bé hơn C. À, những cái này thì là những khái niệm cơ bản mình đã biết rồi. Về absolute, absolute là trị tuyệt đối. Thì khi mở trị tuyệt đối ra, nếu mà lớn hơn 0 thì nó bằng x, mà bé hơn 0 thì nó sẽ bằng trừ x. Rồi, distance between two points on a number line. À, về cái khoảng cách giữa hai số, giữa hai điểm, thì mình lấy cái trị tuyệt đối. À, trị tuyệt đối. Thì một cái số, cái tính chất về nhà em xem thêm trong tài liệu. Properties về tính chất ha. Trị tuyệt đối, mà lấy bình phương ra bình phương, tách trị tuyệt đối ra. À, những cái này mình xem thêm thôi. Mình có close interval. Close interval có nghĩa là đoạn, đoạn AB. Open interval là khoảng AB. Half open interval là đây là khoảng, còn đây là đoạn. À, ngoài ra bạn có khái niệm về cái distance in a plane, nghĩa là khoảng cách ở trên cái mặt phẳng. Thì khoảng cách trên mặt phẳng thì nó sẽ bằng căn của cái tọa độ trên trục hoành hay bình phương trừ cho hiệu cái tọa độ trên trục tung bình phương. Rồi midpoint, điểm ở giữa hai điểm B1 B2 thì mình lấy trung bình cộng. Graph là đồ thị ha, đồ thị. Trigonometry nghĩa là lượng giác, hay lượng giác về trigonometry. Ví dụ như là giờ giả sử như là em có 180 độ thì có nghĩa là bi. Vậy thì giả sử như cô hỏi là 1 độ thì em sẽ tính như thế nào? Vậy thì 1 độ sẽ là 1 nhân với pi chia 180, có nghĩa là pi trên 180. Rồi, line in the plane, vậy thì hoặc là cái phương trình tham số. Còn line in the plane là cái nghĩa đường thẳng. Thì đường thẳng thì bạn sẽ có là slope of line, có nghĩa là cái hệ số góc. Thì cái này mình đã biết rồi ha, hệ số góc là cái tan của cái này nó sẽ bằng là delta y chia delta x. À, còn chính là cái góc này. Vậy thì hai đường thẳng thế nào được gọi là song song? À, bạn nhớ lại, hai đường thẳng được gọi là song song nếu như mà cái hệ số góc của nó là bằng nhau. À, đây là một số phương trình đường thẳng, phương trình tham số. X1 cộng AT, Y1 cộng BT. Vậy thì đối với parallel á, có nghĩa là cái hệ số góc nó sẽ bằng nhau. Ví dụ như là cái phương trình của cái đường thứ nhất là M1 X cộng với A. Rồi cái phương trình đường thứ hai sẽ bằng là M2 X cộng với B. Vậy thì có nghĩa là khi mà M1 bằng M2 thì nó sẽ là parallel, là song song. Còn vuông góc tích của nó sẽ bằng -1. À, tích nó bằng -1. À, đây là hình ảnh cho song song và vuông góc. Vậy thì parallel nghĩa là song song. Perpendicular nghĩa là vuông góc.
thì cái khái niệm 1.2 với 1.3 thì chỉ có những khái niệm đơn giản mà hầu hết các bạn đã được tiếp xúc và học ở hồi cấp 3.